Mới đây tại Lào Cai, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và mở rộng xuất nhập khẩu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Hội nghị diễn ra theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo Bộ Công Thương, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của quốc gia. Thời gian qua, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã tận dụng khá tốt các lợi thế trên, đóng góp vào thành công chung trong bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước. Trong 2 năm 2022-2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng đạt gần 120 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng thời gian qua, vùng này có một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế không đồng đều giữa các địa phương, quy mô sản xuất nông lâm thủy sản của vùng còn nhỏ lẻ, khó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tính liên kết nội vùng và liên kết vùng còn rất nhiều hạn chế do khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các tỉnh trong vùng còn nhiều bất cập. Để hỗ trợ các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc phát triển, đại diện các tỉnh trong vùng đã tập trung trao đổi và bàn thảo các giải pháp tăng cường các mặt mạnh, giảm thiểu các mặt yếu nội tại của vùng để góp phần đưa các hoạt động thương mại nội vùng, thương mại trong nước và xuất nhập khẩu của vùng khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới, như đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của vùng, đưa một số địa phương trong vùng trở thành trung tâm canh tác và chế biến nông sản xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu, hiện đại hóa các hoạt động logistics hỗ trợ xuất khẩu, thúc đẩy giao thương biên giới qua các địa phương giáp giới với các nước Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Lào. Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với chủ đề xúc tiến thương mại thúc đẩy thương mại biên giới. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại điểm đầu cầu trực tiếp và các thương vụ Việt Nam tại Lào, Campuchia, Nam Ninh, Trung Quốc đã chia sẻ thông tin về chính sách, đưa ra khuyến nghị của thương vụ về hoạt động xúc tiến thương mại khu vực biên giới, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa, hỗ trợ thúc đẩy xúc tiến thương mại.